khóa học quan trọng nhất để phát triển bản thân, thay đổi cuộc đời, dành cho những ai gặp vấn đề trong việc kiểm soát cảm xúc. Tại đây, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị dẹp bỏ hoàn toàn. Nâng đoạn kim cương cấp độ 10, loại bỏ cảm xúc tiêu cực, giải mã cuộc đời hạnh phúc. Một lần mất kiểm soát có thể đánh mất cả cuộc đời. Đừng để cho bạn phải rơi vào tình trạng này. Bất đồng, khó chịu, tranh cãi đánh mất yêu thương trong chính gia đình đang yên ấm của mình. Phán xét, chê bai, mâu thuẫn đánh mất nguồn lực và cơ hội trong công việc. Bắt bẻ, đổ lỗi, tức giận đánh mất những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống. Nóng giận chính là kẻ thù của hạnh phúc. Cái giá phải trả cho việc mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực nhất thời là vô cùng đắt đỏ. Và đây chính là bí quyết để có thể giải quyết triệt để vấn đề của bạn. Tìm ra giải pháp gốc rễ, thay đổi toàn diện từ đa góc nhìn, sự tích hợp hoàn hảo giữa tâm lý học, xã hội học, y học, ứng dụng trí tuệ kim cương cổ xưa 2500 năm, nâng đoạn kim cương cấp độ 10. Dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Phật học nổi tiếng thế giới Rishi Michael Ross, thông qua hình thức học trực tuyến đa tương tác, đa giác quan, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc đời của bạn. Tìm thấy nguyên nhân gốc rễ của cảm xúc tiêu cực, bí quyết để kìm hãm những cảm xúc tiêu cực đến từ bên trong, giải pháp để giúp bạn có thể bình tĩnh và tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình an cho mình và những người xung quanh. Hãy nắm bắt cơ hội để trở thành một trong những người Việt Nam sở hữu bí quyết để có thể kiến tạo cuộc đời hạnh phúc.